Hằng Ni tiết lộ bà Phương Hằng cho người đến nhà đe dọa tôi rút đơn kiện sau khi đã bị bắt. Bắt đầu từ tháng 3 năm 2021, bà Nguyễn Phương Hằng là cái tên được nhiều người biết đến thông qua những buổi livestream trên mạng xã hội. Sau sự việc với ông Võ Hoàng Yên, bà Hằng đã lên tiếng, nhiều nghệ sĩ ăn chặn tiền từ thiện. Đồng thời, nữ CEO Đại Nam cũng thường xuyên gọi tên nhà báo Hằng Ni, nhà báo Đức Hiển trên sóng livestream. Trong suốt hơn một năm qua, nhà báo Hằng Ni đã gửi đơn lên cơ quan chức năng tại tỉnh Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh về hành vi vi phạm pháp luật của bà Hằng. Ngày 24 tháng 3, Công an thành phố Hồ Chí Minh khởi tố, bắt tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng, sinh năm 1971, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam, về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Ngày 25 tháng 5, phóng viên đã có cuộc trao đổi với nhà báo Hằng Ni về những vấn đề trên. Trước đó, bà Nguyễn Phương Hằng, CEO Công ty Cổ phần Đại Nam gửi đơn yêu cầu xử lý về hành vi vi phạm của nhà báo Đặng Thị Hằng Ni, phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng, đến Bộ Thông tin và Truyền thông. Sau đó, Bộ Thông tin và Truyền thông gửi công văn tới Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh đề nghị xác minh làm rõ vụ việc. Theo đơn, bà Hằng yêu cầu nhà báo Hằng Ni thu hồi, chấm dứt việc sử dụng hình ảnh của bà mà không được sự đồng ý, yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật, rút tất cả các bài viết, clip, bình luận liên quan đến bà Hằng, Công ty Cổ phần Đại Nam, Quỹ Từ thiện Hằng Hữu. Sau khi xác minh làm rõ nội dung trong đơn của bà Hằng, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản trả lời. Theo Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh, việc nhà báo Hằng Ni sử dụng hình ảnh của bà Hằng khi chưa được phép là quan hệ dân sự giữa hai người, không phải quan hệ hành chính giữa cá nhân với cơ quan nhà nước. Để được bảo vệ quyền cá nhân với hình ảnh theo Điều 32 Bộ Luật Dân sự, bà Nguyễn Phương Hằng có quyền khởi kiện dân sự tại tòa án có thẩm quyền, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh nêu, và yêu cầu xem xét động cơ, mục đích của bà Hằng Ni khi sử dụng chức danh báo trên mạng xã hội để xúc phạm bà Hằng, Công ty Cổ phần Đại Nam và Quỹ Từ thiện Hằng Hữu. Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh cho hay, việc này bà Hằng đã gửi đơn khiếu nại đến báo Sài Gòn Giải Phóng, nơi bà Hằng Ni công tác để xem xét giải quyết theo quy định. Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh cũng khẳng định việc bà Hằng tố cáo bà Hằng Ni có những lời lẽ kích động, cổ vũ, khởi kiện tập thể, đề nghị thu hồi thẻ nhà báo của bà Hằng Ni không thuộc thẩm quyền của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh. Danh dự bị ảnh hưởng rất nặng nề. Suốt một năm qua, kể từ khi bà Nguyễn Phương Hằng nhiều lần nhắc tên bà trên sóng livestream, thì cuộc sống của bà thay đổi như thế nào? Cuộc sống của tôi hoàn toàn bị đảo lộn, danh dự ảnh hưởng rất nặng nề. Nhà tôi đã bị các YouTuber rình rập, lén quay phim, clip, hình ảnh bản thân bị cắt ghép, đưa lên mạng xã hội, vu khống những điều không đúng sự thật. Áp lực từ khắp nơi khiến chất lượng cuộc sống của tôi giảm đi, làm việc cũng không hiệu quả. Tôi vô cùng bức xúc. Tôi đã gửi đơn cho cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương vào tháng 9 năm 2021 nhằm ngăn chặn hành vi làm nhục bôi nhọ của bà Hằng trên các phương tiện truyền thông. Tuy nhiên, tình trạng bà ấy livestream vẫn tiếp tục diễn ra. Tôi nghĩ việc đúng sai cơ quan chức năng sẽ điều tra và xử lý. Nếu như ai cũng lên mạng nói người này người khác mà không có chứng cứ, dù sau này có phục hồi danh dự đi nữa, thì uy tín của người ta cũng bị giảm sút rất nhiều. Vậy cụ thể nội dung đơn tố cáo bà Phương Hằng là gì? Thưa nhà báo Hằng Ni, vào tháng 9 năm 2021, bà Hằng lấy hình ảnh của tôi tung lên mạng xã hội, nói rằng tôi ăn chặn tiền của doanh nghiệp, cho rằng tôi đang cặp kè với một người đàn ông khác. Thời điểm dịch bệnh, tôi phải báo công an tỉnh Bình Dương theo hình thức trực tuyến. Khi sự việc ngày càng nghiêm trọng hơn, có những nội dung đe dọa, đánh và giết nhắm vào tôi được bà Hằng nhắc đi nhắc lại liên tục trên các buổi livestream. Trong đơn trình báo khẩn cấp, tôi có nêu rõ mong cơ quan chức năng xử lý kịp thời những hành vi đe dọa giết người, nguy cơ xâm hại đến tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản, lợi ích hợp pháp của tôi. Tháng 10 năm 2021 cho đến nay, tôi đã nhiều lần làm việc với Công an thành phố Hồ Chí Minh và Công an tỉnh Bình Dương. Từ tháng 3 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022, bà Nguyễn Phương Hằng là nhân vật làm mưa làm gió trên mạng xã hội. Thông qua trang cá nhân, bà thường xuyên livestream chia sẻ về nhiều vấn đề, tố cáo nhiều cá nhân tổ chức. Vụ kiện với ông Võ Hoàng Yên, đầu tháng 3 năm 2021, bà Nguyễn Phương Hằng đã gửi đơn đến cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh và tố giác ông Võ Hoàng Yên cùng đồng phạm có hành vi lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, khi biết ông Yên đang cần tiền để xây dựng, sửa chữa chùa và làm từ thiện, nên bà Hằng đã tự nguyện đưa cho ông Yên hơn 183 tỷ đồng, trong đó có 60 tỷ đồng tiền mặt.
đưa mà không có giấy tờ và người chứng kiến. Khi công an thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang tiến hành điều tra, bà Nguyễn Phương Hằng lại livestream trên mạng xã hội tố cáo ông Yên. Vào ngày 17 tháng 10, bà Hằng đã có buổi làm việc với ông Yên và các luật sư. Theo đó, nữ CEO Đại Nam đã chia sẻ thông tin rằng tôi bị Võ Hoàng Yên và các luật sư tấn công tại công an thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, bà Hằng cũng khẳng định mình bị một luật sư đứng lên tiến tới xỉ vào mặt bà. Tuy nhiên, phía công an thành phố Hồ Chí Minh đã phủ nhận thông tin này. Cụ thể, cơ quan điều tra cho biết đã đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật, không có việc xô xát hành hung giữa ông Võ Hoàng Yên và luật sư với bà Nguyễn Phương Hằng. Vào ngày 10 tháng 1 năm 2022, về vụ án ông Võ Hoàng Yên, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định không khởi tố vụ án hình sự do không có căn cứ xác định vụ việc có dấu hiệu tội phạm hình sự. Đồng thời, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã có kết luận quyết định không khởi tố vụ án hình sự của cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh là có căn cứ và đúng với pháp luật. Nhiều đơn tố cáo được gửi về. Trong suốt hơn một năm qua, ồn ào giữa bà Nguyễn Phương Hằng và nhiều nghệ sĩ đã nhận được sự quan tâm của dư luận. Cụ thể, sau thời gian livestream tố các cá nhân ăn chặn tiền từ thiện, đồng thời bóc tách những vấn đề đời tư, chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng, bà Nguyễn Phương Hằng đã bị nhiều người gửi đơn kiện. Cụ thể, vào tháng 6 năm 2021, ca sĩ Vy Oanh đã gửi đơn đến Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh và Cơ quan Cảnh sát Điều tra của Bộ Công an. Theo Vy Oanh, trong các buổi livestream, bà Hằng đã vu khống tố cáo cô cặp đại gia để thuê. Ngày 1 tháng 9 năm 2021, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã nhận được đơn của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng về hành vi vu khống làm nhục người khác. Đồng thời, vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên Công Vinh cũng đã hoàn thiện 3 bộ hồ sơ tố cáo gửi đến các cơ quan chức năng trong tháng 9 năm 2021. Theo đó, bà Hằng bị tố cáo hành vi vu khống bị đặt đưa thông tin không chính xác nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm uy tín của ca sĩ Thủy Tiên và gia đình. Đối với nghệ sĩ Hoài Linh, anh cũng đã gửi đơn khởi kiện bà Nguyễn Phương Hằng đã dựng chuyện vu khống anh ăn chặn khoản tiền quyên góp từ thiện hơn 13 tỷ đồng trong tài khoản hơn 6 tháng và chi hàng trăm triệu vào việc riêng. Bên cạnh đó, những nhân vật như nhà báo Hàn Ni, nhà báo Đức Hiển cũng đã gửi đơn đến cơ quan chức năng với lý do tương tự. Như vậy, trong vòng một năm, có hàng chục đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng đã được gửi về cơ quan chức năng. Bà Phương Hằng nhiều lần tìm gặp. Phóng viên hỏi, mọi thứ không chỉ diễn ra trên không gian mạng. Trước đó, bà Hằng đã từng đến tìm gặp bà Hàn Ni. Bà Hàn Ni trả lời, cụ thể, vào ngày 21 tháng 11, bà Hằng từng đến tìm tôi tại trụ sở báo Sài Gòn Giải Phóng. Tuy nhiên, tôi không có mặt, đồng thời lãnh đạo báo cũng không đón tiếp. Ngày 2 tháng 3, bà Hằng tiếp tục đến nhà riêng của tôi tại quận 7. Lúc này có rất đông các YouTuber, người dân hiếu kỳ đứng xem. Và cách đây 2 ngày, có 4 người đã tới tận cửa nhà tôi. Lúc đó, tôi và một người bạn đang ăn sáng ở phía đối diện. Họ chỉ máy quay về phía tôi. Sau khi lời qua tiếng lại thì xảy ra xô xát khiến công an phường phải xuống giải quyết. Trước đó, khi tôi gửi đơn trình báo khẩn cấp, công an thành phố Hồ Chí Minh đã gửi đơn xuống cho công an quận để bảo vệ khu vực mà tôi sinh sống. Sau khi chuỗi sự việc này khép lại, bà mong mỏi nhất điều gì? Bà Hằng đã dùng tên của tôi, đã đặt tên cho chó ở Đại Nam. Bà ấy dùng những từ ngữ nhục mạ dành cho tôi, lan tỏa văn hóa xấu đến thế hệ trẻ. Thậm chí, có những luật sư, giảng viên có trình độ nhưng không có nhận thức, chấp nhận ủng hộ, cổ vũ cho việc đi chửi người khác. Những người cổ động đó khiến cho bà Hằng có thêm niềm tin vào việc đi chửi người khác là đúng pháp luật, khiến sự việc nghiêm trọng hơn, xuất hiện với tần suất dày đặc hơn. Tổ chức những buổi gặp gỡ gây xôn xao dư luận. Vào tháng 11 năm 2021, sau nhiều lần livestream chia sẻ câu chuyện về tỉnh thất Bồng Lai, thiên am bên bờ vũ trụ, bà Nguyễn Phương Hằng đã thông báo trên trang cá nhân mình sẽ đến thăm ông Lê Tùng Vân. Ngày 4 tháng 11, bà Nguyễn Phương Hằng đã dùng ô tô cá nhân để đi đến cơ sở này, thu hút hàng nghìn người dân hiếu kỳ đến xem. Tuy nhiên, những người trong tỉnh thất Bồng Lai không ra tiếp đón mà đóng kín cửa. Vào thời điểm đó, lực lượng chức năng đã phải có mặt để ra sức giải tán đám đông, đảm bảo an ninh trật tự cho địa phương. Bên cạnh đó, vào tối ngày 2 tháng 3, bà Nguyễn Phương Hằng từng đến nhà của nhà báo Hàn Ni. Sự kiện này đã khiến hàng trăm YouTuber, người dân hiếu kỳ đến xem. Nhà báo Hàn Ni chia sẻ trên Pháp luật Online, bà Hằng đã đến nhà tôi tụ tập đông người, đến khi công an phường đến mời về làm việc thì đám đông mới giải tán. Không chỉ bà Hằng đến nhà mà còn lôi kéo những người tự xưng là phe chính nghĩa, ủng hộ bà thường xuyên có mặt trước nhà tôi từ rất sớm đến tối muộn. Về yêu cầu xem xét hành vi
Bà Hằng Ni nhân danh nhà báo sử dụng mạng xã hội để xúc phạm cá nhân bà Hằng, công ty cổ phần Đại Nam, quỹ từ thiện Hằng Hữu xem xét làm rõ động cơ mục đích của nhà báo Hằng Ni lợi dụng cương vị làm việc tại báo Sài Gòn Giải Phóng để trục lợi cá nhân bà Nguyễn Phương Hằng. Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng bà Hằng đã có đơn khiếu nại đến báo Sài Gòn Giải Phóng, nơi nhà báo Hằng Ni làm việc để xem xét giải quyết theo quy định. Bên cạnh đó, bà Hằng cũng yêu cầu xem xét hành vi lời nói phát biểu của nhà báo Hằng Ni khi kích động cổ vũ khởi kiện tập thể. Và bà cũng kiến nghị thu hồi thẻ nhà báo của nhà báo Hằng Ni. Về vấn đề này, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng không thuộc thẩm quyền của Sở Thông tin và Truyền thông.